Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với series game Exoner. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu với một chuỗi video, đó là sáng tạo về xây dựng hoặc là khám phá tiếp theo. Thì do ở những tập trước thì mình đã hoàn thành cốt truyện của game, mọi người thường hay gọi là phá đảo đó. Thì bây giờ đối với game này thì mình nghĩ là phá đảo chỉ là một cái mục tiêu ban đầu để mà các bạn hoàn thành cũng như là khám phá những cơ chế của game thôi. Còn cái việc sau này khi các bạn đã phá đảo của game và hoàn thành game rồi á, thì cái việc sáng tạo nó sẽ thú vị hơn cũng như là cuốn hút hơn cái việc là khám phá ban đầu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái thành quả của mình sau nhiều ngày cũng như là mày mò và cố gắng chỉnh cũng như là thất bại và cố gắng. Đến hôm nay thì nó đã được cái thành quả như hôm nay. Đó là một cái kim tự tháp, và kim tự tháp trong trên bề mặt của hành tinh. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu hết tất cả với các bạn cũng như là mục tiêu tiếp theo mình sẽ làm. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn về kim tự tháp. Thì để mà xây dựng cái này á, thì bắt buộc ban đầu bạn phải xây dựng một cái nền móng cho nó. Và cái việc đầu tiên đó là bạn phải thứ nhất là tìm được cái độ nghiêng của bốn mặt, độ nghiêng của bốn mặt của kim tự tháp. Và độ đối với hai mặt đối diện với nhau, giống như mặt trước và mặt sau như vậy, thì độ nghiêng bắt buộc nó phải gần gần như giống nhau, độ nghiêng vẫn gần như giống nhau, và hai mặt đối bên này cũng vậy. Và đối với mình thì cái khó khăn đầu tiên của việc xây dựng kim tự tháp này đó là tìm cái độ nghiêng cho bốn mặt kim tự tháp. Thì cái việc tìm độ nghiêng rất là khó, tại vì như các bạn biết rồi, những cái công cụ á, những cái công cụ mà game cung cấp cho các bạn á, thì nó chỉ cho các bạn đó là mặt phẳng hoặc là mặt đứng. Ví dụ như hình như có một cái mod là mặt phẳng và mặt đứng, thì mình sẽ đi lấy và giới thiệu cho các bạn luôn ha. Mặt phẳng game chỉ cho các bạn nó chỉ hỗ trợ các bạn đó là chọn mặt phẳng và mặt đứng thôi. Đâu rồi, những cái mod của mình để đâu rồi nha, như đâu này đây. Đây, ok, mình đã tìm được nè ha. Rồi, coi như cái mod này thì nó sẽ cho bạn chọn đầu tiên là mặt phẳng này ha, và mặt đứng đây. Và mình sẽ phải gắn mod vào. Đây là mặt đứng nè. Đấy. Thì nó sẽ cho bạn là chọn được là việc là song song với tâm, hoặc là một bề mặt phẳng, hoặc là mặt đứng hướng về tâm của hành tinh thôi. Còn đối với cái việc mà các bạn xây dựng kim tự tháp, thì nó sẽ đòi hỏi bốn mặt nghiêng như vậy. Đấy, các bạn thấy ha, khi mặt trời lên các bạn thấy bốn mặt nghiêng. Và đối với mình đó là khó khăn nhất, là bốn mặt nghiêng vẫn có thể tạo được. Khi các bạn đào đất đi thì nó sẽ cho các bạn mặt nghiêng, nhưng mà cái mặt nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia nó sẽ không giống nhau về độ nghiêng, cho nên là bạn phải xây thử xong rồi xem coi cái độ nghiêng nó có bằng hay không. Sau nếu không bằng thì phải xóa đi, tìm lại một cái mặt nghiêng khác ha. Thì cái việc tìm được mặt nghiêng là một vấn đề rất là khó khăn để giải quyết. Và vấn đề thứ hai đó là tìm được cái diện tích đáy. Diện tích đó là hình vuông đáy của kim tự tháp. Làm sao mà bốn cạnh nó phải bằng nhau, nó phải đều, để khi mà bạn xây dựng lên nó không bị méo về một bên. Thì đó là khó khăn thứ hai. Và hai cái đó nó đã tốn của mình khá là nhiều thời gian, thực sự là gần 80-90% thời gian xây dựng cái kim tự tháp này, là các bạn phải tìm được bốn mặt nghiêng và cái độ dài bốn cạnh đạt mặt đáy hình vuông. Cho nên là việc xây dựng là thực sự là để mà có thể như vậy thì nó tốn của mình rất là nhiều công sức. Và ngoài ra thì bên trong mình cũng đã có thiết kế bên trong kim tự tháp. Thực sự bên kim tự tháp xây xong thì nó sẽ rỗng ở bên trong,
thì mình cũng đã chọn là xây thêm hai tầng bên trong cho cái nhiệm vụ tiếp theo của tập tiếp theo. Thì các bạn thấy rồi ha, đây ở đây mình có sử dụng những cái cây của bản update mình đã trồng thử bên trong. Như các bạn biết là bên trong này thì sẽ không có ánh sáng gì hết nha, thì mình đã thử xem là nếu mà game nó có cơ chế là không có ánh sáng mặt trời thì thực vật nó có sống được hay không. Những cái cây này là sống trên bề mặt của hành tinh Aatrox, là hành tinh phóng xạ nha, vẫn có mặt trời đàng hoàng chứ không phải là mình lấy những cái cây ở ở động lên, cho nên là mình đã thử và cuối cùng là mình đã thấy là nó vẫn vẫn sinh trưởng bình thường. Thì như vậy là mình sẽ có được một cái tiếp theo, đó là ở tập tiếp theo mình sẽ đào những đi tìm những loại thực vật trên cả bảy hành tinh, bao gồm hành tinh cơ bản và những hành tinh mặt trăng, và xem những cái cây nào mình mang về mình trồng được, mình sẽ đem vào đây mình trồng để mình sẽ có được một cái khu vườn bên trong một kim tự tháp ha. Và thì hai tầng này mình cũng đã chọn hai loại đất ở hai hành tinh mà mình thích nhất, đó là hành tinh Glacio, đây là mặt à, đất màu trắng tượng trưng cho băng, và đất màu đỏ, và hành tinh sa mạc, thì mình sẽ khá là thích hai loại đất ở đây, thì mình cũng đã chọn để mà mình xây hai tầng bên này ha. Rồi coi như là tập đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về kim tự tháp mình đã hoàn thành, cũng như là cho bạn biết một số cái về tập sau. Thì nếu mà các bạn lần đầu tiên đến với channel của mình thì cũng có thể đăng ký vào chuông, còn nếu đã đăng ký rồi hãy ấn like và chia sẻ cho mình. Và mình cũng bật mí thêm là đó là cái quá trình xây kim tự tháp này nó tốn của mình đến 4 hoặc 5 ngày lận, cho nên là cái thời gian nó rất là dài, mình không thể quay lại rồi tăng tốc độ lên, thì thời gian nó cũng khoảng 1 tiếng, và nó cũng chỉ quanh quẩn ở cái việc đó là đào xây và đào, đào lại xây và lại phá bỏ đi, xây lại phá bỏ đi xong rồi lại xây lại, cho nên nó rất là nhàm chán. Cho nên mình đã quyết định là khi mà hoàn thành thì mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn và bỏ qua cái việc là xây dựng nó như thế nào. Và game này thì chưa có mod đâu, cho nên các bạn sẽ hiểu được là đây là mình tự sức mình xây chứ mình không có một cái công cụ nào khác để hỗ trợ mình xây lên cái công trình này cả. Rồi như vậy ha, hẹn các bạn ở tập sau, bye bye các bạn.